Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình tính là sẽ cầm cây Vector là làm vũ khí để cận chiến anh em ạ. Một cây súng dòng SMG khá mạnh nhưng mà mình thấy ít người sử dụng nhỉ. Rồi trận này Pochinki lại clear rồi. Quá là đáng luôn. Mấy trận đều vào đây đa số là đều clear hết anh em ạ. Biết thế nãy mình bay chung cư rồi. Đã không có người lại còn không có xe luôn. Già tận trường học mới có con xe máy. Khắm lọ thật đấy. Ui ơi, con mé nó ngay trên nóc nhà có một thằng luôn. Trời ơi, mình tưởng con lia. Ui, nó cùng xuống này. Vào đây bạn ơi. À, anh em thấy chưa, châm máu nhưng mà Vector vẫn cân được. Rất là mạnh. Cây này thì mình đã nâng max cũng như là đã cường hóa lên vàng anh em nhé. Đấy, nói chung là các bạn hãy đầu tư skin để được búp sức mạnh. Từ chân ngoài kia mình nghĩ chắc là con boss thôi. Ồ. Còn bên kia có tiếng AK nữa. Đây, để mình loot ít đồ rồi mình công. Đấy, bây giờ mới có cái băng đạn mở rộng cho Vector. Vector mà không có băng đạn mở rộng thì rất là phế luôn. Tại vì nó ít đạn. Ồ, hình như là team trường học tính công qua bên này anh em ạ. Thế nãy mình đi trống mà may mà bọn nó không thấy nhở. Ôi rồi vãi nổi hai tên à, ngó này rồi nốc luôn đấy. Tầm trắng thì thôi, khi game đã fix lại cái tầm trắng thì các bạn nên sử dụng những cái dòng SMG để bắn tầm trắng nó sẽ tốt hơn. Giờ cầm AK và bắn tầm trắng là rất là mù mắt nhá. Tên kia tính ốp bom mình kìa. Ui rồi, đây rồi, bọn trường học này tính ra đây làm gì đây. Tính sầm bốc để công à, hay là ra loot đồ hay sao ấy. Gạt luôn này, bói đâu. Ngay nhà bên cạnh này mình vẫn đang còn một tên nữa, nó vừa ốp bom. Mình nghĩ chắc là bạn của cái team đây. Còn team bên kia là team trường học thì mình đã gạt một. Nãy mình thấy có một tên nữa. Đây mình sẽ ốp quả bom vào tầng 1. Ốp kìa, nó chạy vào kìa. Ui giời ơi, được bạn ơi. Thanh niên ngó ra ăn bom luôn. Ui rồi không phơm được kìa. Ồ, đây rồi, final rồi anh em ạ. Đây đây, có tiếng chân nữa ngay dưới này. Ui, tính công luôn à. À, chạy chạy chạy. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Này thì chạy với chúng tôi này, thêm một ông nữa ra đi. Đây này. Đẩy lên nào bạn. Đẩy lên này. Đi làm cái mới luôn đi. Vậy là team trường học mình gạt 3 rồi này. Vâng, đang kê ngay tầng 2. Rồi để mình sẽ smoke để mình công cái tên ở chỗ ngoài bờ tường này trước. Xử lý team trường học sau đó mình sẽ xử lý luôn cái team ở trong chung cư anh em nhé. Đấy. Chơi này. Tên này nó kê nãy giờ rất là nhây rồi. Kiểu gì cũng đứng sau tường này. Đó, một tơn đạn khá khá yếu ấy mọi người. Úi dồi ôi, bất ngờ chưa. Clear một team. Còn cái team ở bên trong chung cư nữa. Đây, để mình loot đồ rồi mình sẽ tiếp cận qua nhà đỏ 2 tầng là mình sẽ nhìn được cái góc của tên này. Đây rồi, mình thấy rồi. Đang đứng đấy mà kê, mình qua bên này rồi bạn ơi. Ok anh em ạ, 10 kill trong chung cư luôn. Rồi, bây giờ sẽ đi tìm người bắn nhau nào. Đang rất là sung rồi anh em ạ. Ô, tướng xẹp. Thôi bỏ mợ rồi. Để luôn đấy. Đến sớm không đến sớm, muộn không muộn. Đến đúng cái lúc mình vừa mới lấy xe mình đi. Đây này, có một team này. Ui, đây đây đấy. Vào đây mới có người anh em ạ. Có shotgun này. Thôi bạn chết rồi. Chạy đi đâu. Ui, tên kia chạy kìa. Uầy, chỗ này đông phết nhờ. Đây, dí cái tên này anh em ơi. Nó xuống tầng 1 này. Hello bạn. Ui rồi. Ui, tên này có súng này. Rồi. Còn ông kia nữa vẫn chưa có súng. Bỏ đi đâu.
cạp trước đã, lấy cái DB này. Rồi, còn cái tên kia nữa thôi. Ô, nó chạy qua nhà bên cạnh rồi. Rồi cho chạy anh em ạ. Rồi vẫn đang còn tướng chất bên này. Ô, tên này nó công lên này. Lên đây bạn. Kìa, từ. Mẹ có bắn fail quá. Đây, đang đạn thì bạn chết rồi này. Rồi, mình xin cây Vector luôn. Ngon, có thêm cây Vector rồi anh em ạ. Đây, mình sẽ đẩy vào luôn này, đứng ngay góc bên phải này. Ô, nhảy ra à? À, chạy qua bên này rồi. Ô, định chạy luôn à? Chạy đi đâu bạn? Tính công mình rồi lại còn lùi về. Mình vào mình gạt đã. À, đây, bạn nó chạy ngay trên tầng rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ xử lý cái tên ở trên tầng là cũng hơi khó đấy, không biết nó kê góc nào. Mình check xem nào, tầng 2 là chưa có đây, cứ sầm bốc ra nha. Để che cái chỗ đoạn cửa nha, không nó ngó ra là mình công là mình chết. Công chung cư là cứ phải từ từ. À, nó chết tầng 3 rồi. Đây, đứng ngay góc bên phải đây. Thế là đứng kê bên trong rồi anh em ạ. Mình sẽ ốc quả bom đây, nhưng mà không biết là phòng nào. Một là phòng trước mặt, hai là phòng bên phải. Thế là mình nghe như kiểu phòng bên phải này. Không có luôn à? À, đứng kê ngay đây à bạn. Rồi, đấy, có sầm mốc thì ông này bó tay luôn, không thể nào mà nhìn được. Rồi, còn một team nữa ngay dưới nữa này. Đồng phết đấy anh em ạ. Tiếng chơi rất là dồn dập. Đấy rồi. Ôi giời ơi. Kê cửa mới đau chứ. Nó chạy qua bên nhà bên cạnh luôn rồi kìa. Ơ, nút như chỗ không người nhở. Một tên ra đi này. Đây, mình lại qua góc này. Úi rồi, đứng kê này, bất ngờ chưa. Đẩy luôn anh em ạ. Kìa, một tên nữa này, tầng 2 này. Rồi, nốc luôn này. Thế là còn tên còn lại bên nhà kia rồi. Ui, mình đứng đấy mình canh thì nó qua nó cứu là nó mà chạy qua nó cứu là nó chết ngay này. Nào qua cứu bạn đi bạn. Đây này, tiếng chân mình nghe rồi nhá. Ô, ok, nó qua chỗ này rồi mà mình không nhìn được kìa. Trời ơi, để nó lọt. Đây này. Thôi bạn đứng phòng bạn, bạn chết. Úi giời ơi, sống làm sao được bạn. Ok anh em ạ, clear luôn. Team thứ 3. Rồi, trận này cũng 10 kill này. Clear chung cư 10 kill này. Bây giờ ra mà gặp team 4 nữa mà nó lao tới như trận vừa rồi thì thôi, chắc mình xóa game. Kịch bản không khác gì luôn. Úi giời ơi, MG3 này. Thôi bắn MG3 thôi. MG3 sẽ bắn xa đi. À, đây rồi, một tên chạy bo, đấy. Ok anh em ạ. À, MG3 bắn xa thì mình sẽ để chế độ 660 thôi. Đỡ tốn đạn. Nào. Yếu này. Chạy đi đâu bạn. Đảo với chúng tôi này, chết luôn anh em ạ. Ô, tên khác này. Rồi, yếu rồi anh em ạ, một viên nữa. Ô kìa. Ui, vẫn chưa chết kìa. Mẹ tên này mình nghĩ chắc là nó phải còn tí tí máu luôn đấy. Đây rồi, chạy ra này, chạy ra này. À, chạy đi đâu áo không? Chạy với chúng tôi, ồ, vẫn đốc à? Thế là vẫn là còn bạn nó nữa anh em ạ. Tưởng có mỗi một tên chứ. Nhưng mà nãy mình chỉ thấy có mỗi tên này thôi. Không biết là bạn nó có gần đây không? Mình cứ đứng đấy mình canh một lúc xem như nào. Đốc cái chỗ này thì chắc cũng chả bò đâu được à. Hay là mình vào bò đi, bò khép vào rồi chắc là cũng chết bò rồi mà. Rồi, chỗ mình vẫn trong bò, cứ đợi một lúc nữa xem sao. Ông kia thì cũng bị fly zone rồi kìa. Ok anh em ơi. Ui rồi, bo bật sang bên kia rồi. Có tiếng súng bắn nhau ngay trước mặt nữa này. Bây giờ mình sẽ phun nước và mình sẽ tanh bo luôn nha. Tanh vào bo luôn. Nhưng mà bây giờ cái bo chỗ đoạn trước mặt thì không biết là chọn góc nào cho nó đẹp đây. Tại vì ngoài đấy thì toàn là máy bay thôi anh em ạ.
Nếu mà có team ở chỗ máy bay thì cũng khó mà có một cái góc để có backup ấy. Thôi cứ liệu cờ mà tính thôi. Ô, nó có cái hõm nữa này này. Ui, đẹp anh em ạ. Ra đây tự nhiên mình lại có cái hõm rất là đẹp luôn, trong bo nữa luôn này. Được của nó đấy. Rồi bây giờ nằm đây canh thôi, nhưng mà góc này thì cũng hơi trống nhỉ. Đây rồi, một tên chạy ngoài bo vào. Ui. Vãi cả nồi, nó nằm sau lưng mình luôn. Mê tí chết. Đang bắn cái tên kia chứ. Đỗ bom à? Ai à, ghê phết. Rồi, bạn chết. Mình hồi được máu thì bạn chết rồi. Ui, nằm này. Nằm với chúng tôi này. Mê, một tên lẻ nằm ngay sau lưng mình. Mình có đấy, mình không trách kỹ. Tí nữa thôi là toàn rồi. Để tên kia nó cũng chạy vào được trong bo. Đen nhỉ. Còn 4 ông nữa. 4 ông thì mình nghĩ vẫn là còn 2 team. Tại vì cái tên lúc nãy chạy vào là cái tên đấy. Bị play zone kìa. Cũng có thể là đây rồi anh em ạ, gạt được luôn. Mình nghĩ chắc là còn 2 team đấy. Tại vì nãy còn 1 team nữa. Mình bắn ở chỗ đoạn phía gần cầu ấy. Vẫn đang nốc mà. Nên chưa thể là 1 team 4 ở cuối bo này được. Rồi, làm được anh em ạ. À, có tên ốp bom. Đứng chỗ nào nó ốp bom nhỉ? Mình sợ cái góc trước mặt này này. Cứ để dành smoke đã. Lỡ bò cuối nó không về mình thì mình đang có smoke mình xử lý nữa. Cứ phải di chuyển liên tục không, nó ốp bò là mình chết. Tầm này là bé Na là khá là nhiều đấy. À, đây rồi. Thanh niên quăng bom lửa là mình thấy cái tia sáng luôn. Không quăng thì mình không thấy đâu. Quăng làm cái gì bạn ơi, còn lia thêm tim nữa. Nằm chỗ nào ta? Vâng. À, đây rồi, đây rồi. Bò này. Bò đâu? Ôi, thêm một tên lẻ nữa à? Rồi. Thì ra là 3 team bò cuối anh em ạ. Team 2 với lại hai ông lẻ. Còn ông còn lại nữa. Bây giờ cái vấn đề là cái ông còn lại ông ấy nằm chỗ nào này? Mình căng mắt mình nhìn nãy giờ rồi mà không thể nhìn ra được. Khả năng là ông cuối là có cái bộ đồ rơm ấy. Cho nên là mình mới không thể nhìn ra được như này. Đây. Để mình lấy smoke mình che để chuẩn bị tiếp cận bo này. Ô, chỗ mình vẫn trong bo à? Ô, ngon. Thế từ từ nha. Để mình đứng đây mình check bom nào. Bây giờ mình sẽ check cái góc ở chỗ đoạn phía bên trái này trước này. Rồi, không có rồi này. Thế thì trước mặt rồi anh em ạ. Bên trái mà không có là chắc chắn là trước mặt rồi. Một trong hai cái hòn đá trước mặt mình này. Đây, mình sẽ ốp quả bom, mình check quả hòn đá bên phải này trước. Nếu mà hòn đá bên phải này không có nốt nữa thì chỉ có hòn đá giữa thôi. Rồi, đoạn giữa rồi anh em ạ. Lên luôn. À, cũng hơi nguy hiểm nha. Mình cứ sớm bóc ra đã. Sớm bóc xong rồi mình sẽ ốc quả bom ngay giữa và mình sẽ công luôn. Rồi, chơi này. À, hòn đá này đúng không? Ủa đâu ta? Không có luôn anh em ạ. Ảo thế nhở? Hay là bị lag à? Có khi nào bị lag không? Ui rồi. Phải cả nồi nằm ngay đây luôn anh em ạ. Ui, ông nội này nãy sao mình ốp quả bom như thế mà nó không chết nhở? Và cũng may quả mình nằm ngay đây rồi mà nó không bắn mình. Trời ơi thanh niên. Ẩn thân chi thuật thật. Nằm như này mà có đấy mà như này sấy là mình chết rồi. May mà ông cuối này ngáo đấy. Rồi ok, trận này cũng top 1 rồi anh em ơi. Trận trước gặp team 4 là nó dí là hơi đen, nhưng mà trận này chơi chai hát cái là top 1 rồi. Đấy thì clip này mình trải nghiệm cây Vector tầm gần, bắn rất là mạnh nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nhé, bye bye mọi người.